Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay cháu sẽ quay cháu Hùng Quốc ăn. Cô này là cô chơi đùa. Này đang ăn. Đi. Đang quay phim mà. Chơi đùa gì? Chui vào trong đây. Khách người ta đã mua ba con rồi, chỉ còn bốn con thôi. Khách người ta mua con số 7 rồi con số 6 số mấy nữa, người ta mua mất cả con đẹp rồi. Con đen đâu rồi? Con đen trốn ở trong đây, quay trong đây dưới cho nó khỏe. Còn nắng điện thoại quay chói hơn. Lúc nãy cô nhân viên nó vừa làm sẵn rồi, chó chưa ăn xong mà cô Phượng đã bảo là chó ăn xong rồi. Ồ, con này ngoắt đuôi nè, lè lưỡi ra làm gì ấy? Này đồng chí này ngồi. Này cuốn con. Mấy con này chạy đi, nó không dám đi vô kia. Không biết là mấy con này nên con Milan cháu quen xem nó. Đây là con Milan. Con Milan là cháu của con cọp với con Win. Milan lúc ở trong trường học không biết thi thoảng có thả nó ra không. Mấy con cún này ngày ăn 2 lần sáng và chiều. Bây giờ là 9:26 rồi. 9 giờ thì cho nó ăn. 9 giờ chắc là cho nó ăn cho sớm hay muộn gì cũng được. Sáng thì chiều. Chiều 3 giờ hay 4 giờ hay 5 giờ thì giờ mà hết nắng chiếu vào mấy con chó thì cho nó ăn được. Tháng của nắng như thế này cho nó ăn chắc là chưa gì mà mày đã nóng rồi. Còn mới có 2 phút chắc là do nắng. 1 2 3 hai con trốn ở trong đây à. 1 2 3 4 con ở trong đây. Đấy, hai con này chui ở trong đây, hai con đang ăn, ham ăn thế. Con này nó bị hay ỉ cho nó uống thuốc Berin. Buổi chiều mới cho nó uống. Hôm nào mới ỉ nhiều là cô nhân viên cho nó uống ăn buổi chiều. Cho nó ăn mấy viên nhờ cháu quên rồi. Buổi chiều cháu sẽ quay video tiếp nha, cháu nói quý vị cho quý vị và các bạn luôn. Chắc là buổi chiều con này có được ăn cái đấy không? Cái này hay gì nhiều. Con số mấy nhỉ? Nên không phải con này không? Không biết đây này có zoom sát không nhỉ? Mấy con này nó mềm thật đấy. Yeah, đi lanh quanh vua chân thế thoải mái. Chưa gì hết, chưa đến 10 phút mày đã nóng rồi. Con này đang lo ăn. Mấy con này là chui ở trong đây. Ba con rồi. Đừng có ăn nên máy quay. Tôi chưa chụp ảnh kịp luôn. Con nhân viên này thật đấy. Con này một con. Mấy con này ăn xong rồi. Rồi cháu thế quay thế thôi. Cảm ơn quý vị và các bạn
đã xem video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ Sĩ Đào nhé. Xin trân trọng cảm ơn. À, quý vị và các bạn hãy bấm thích video luôn. Ai hỏi gì liên quan đến con chó thì ghi vào bình luận dưới nhé. Đấy.